tay sắt kỹ thuật Kim Phú sẽ hướng dẫn mọi người cách cắt chỉ, cắt nẹp chỉ cửa sắt chi ô nhá. Cắt nẹp chỉ cửa sắt chi ô thì cắt nẹp chỉ này có hai cách, một là cách cắt 45 độ như thế này nha anh em, một là cắt 45 độ như thế này, còn một cách nữa là cái này là cắt hai đầu 45 độ, còn một cách nữa là cắt một đầu 45 độ thôi, một đầu để nguyên nha. Thì anh em thích làm cách nào làm nha. Đây, cửa bốn cánh chi ô này hoặc là hai cánh chi ô, một cánh chi ô này gọi là cửa sắt chi ô giả gỗ nha, em chỉ giả gỗ luôn nè. Đó thì Mai đang có cắt đây rồi, Mai có cắt đây rồi nè. Đây đạo diễn chính là nhân vật chính trong ngày hôm nay, một cửa này là Mai đây, mở cái mặt ra cho anh em mình thấy, nhìn người ta thắc mắc đó, mở mặt ra. Đó, ok không? Là cái này là gọi là cắt 45 độ nha. Còn một cách nữa. Đó. Đó, là cái nẹp chỉ này là nẹp trống nha. Mặt bên này á các bạn để nẹp chết nha các bạn. Rồi khi các bạn bỏ vô, bỏ kiếm vô thì ép cái này vô, bắt keo lại. Mặt kia lên. Đây để lật cho các bạn coi là cái mặt là đã chết nè. Đây, thế này. Đây, thấy chưa? Đây là đã hàn chết, mà ở đây á, là bên sắt Kim Phú á, là mài là hàn ở trong nha. Nên các bạn không thấy mối hàn này rất đẹp này. Không thấy mối hàn luôn nhá. Là rất đẹp, chỉ chấm ở trong thôi. Nên á, nhìn nó nhìn giống như là mình chỉ dán vô thôi, rất đẹp. Đó. Bạn thấy không? Rất đều đẹp. Đây đạo diễn chính, nhân vật chính, diễn viên chính trong bộ cửa ngày hôm nay này. Đó. Thì cái này là gọi là chia bông so le nha các bạn. Có nhiều anh em người ta cũng không hiểu là cái cửa chia ô hoặc cái cửa so le như thế nào, hoặc là có nhiều chủ nhà có người muốn đặt hàng nhưng mà không biết, chưa hiểu cái cửa chia ô như nào, thì hôm nay tiện cũng giới thiệu luôn cái cửa chia ô này để cho anh em biết luôn. Đó, cái này là chia ô so le. Cái dạng mà mẫu chia ô thì rất nhiều mẫu nha, nhưng mà hiện tại cái mẫu này đang là cái mẫu chia ô. Đó, mẫu chia ô so le. Còn nó có nhiều cách chia ô khác nhau nữa nha, nhiều mẫu mã đẹp khác. Những cái cửa này đi sơn màu trắng hoặc sơn màu xin pha thì rất đẹp. Rồi bắt đầu tiếp tục phần chính này là hướng dẫn cắt chỉ, mà cắt một đầu thôi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách là cắt chỉ mà một cây cắt, một cây không cắt nha. Một cây cắt 45 độ, một cây để đầu bằng nè. Làm như vậy thì nó cũng rất nhanh nha anh em. Nó sẽ, cái ưu điểm của cái này là nó sẽ làm cho cái công việc của mình nó nhanh hơn, thì mình chỉ việc cắt chỉ một đầu thôi. Đó, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ nhì á là mình có cắt hụt cái này đi một tí này cũng không sao. Còn nếu mà cắt chỉ mà hết 4 cây á, 4 đầu luôn á, thì mình phải cắt cho thật chính xác nha. Còn này á, mình cắt cái cây này nó hụt tí cũng được không sao nha. Và nên cắt hụt một tí. Thì đây nè, quay sát vô. À, anh em thấy không? Đây nha, một đầu có, một đầu không có nha. Đây, mình cắt đầu này không cắt này, đầu này cắt này. Bây giờ mình cho vô nè. Đó, anh em thấy không? Thấy không? Rất đẹp nè. Đó, chỉ cần anh em chấm ngay đây cái thôi là xong rồi, đúng không? Thấy rất đẹp không? Và nhanh nữa nha. Thì cái đầu này cũng vậy, anh em ép vô. Anh em cũng ép vô, thẳng vô luôn. Đó, có nhiều anh em thì tưởng hình dung ra này, đấy. Đây nha, hình dung nha, đấy. Đó, đơn giản thôi, ép vô. Thì ở dưới này chắc chắn là nó sẽ mời rồi. Nó sẽ hở này. Hở thì anh em sẽ gõ xuống và chấm hàn ra đây. Chấm hàn ra đây là xong nha. Đó là cái cách thứ hai. Thì đó, nhân tiện hôm nay á, đang làm cái bộ cửa này thì cũng quay luôn cái cách cắt chỉ cho anh em vậy luôn. Và cách này tùy ai muốn làm cách nào làm, thì có hai cách để làm. Đó, rất đơn giản. Đó. Đó. À, hàn là cũng không thấy mối hàn luôn nha. Rồi khi anh em hàn xong lật lại chấm bên này cái nữa là xong. Chấm này cái nữa là xong. Đó là cái cách. Đó, còn nhân tiện thì cũng giới thiệu luôn cho anh em. Nhân tiện cũng giới thiệu cho anh em là cái bộ cửa chia ô là như thế này. 148 này. Cái này là đỗ vuông 4 này. Vô nẹp chỉ, nhưng mà khi mà làm cửa chia ô các anh em lưu ý như vậy nha. Mình chia cái ô cái khoảng cách này này.
là chui không lọt nhá. Làm sao á để chui không lọt nhá? Chứ anh em để chui lọt á, ra tháo kéo ra chui nhà là mất công, chủ nhà nó bắt chia lại anh em chết luôn á. Tháo nguyên một cửa ra chia lại nhá. Còn đây là anh Mai này. Nhân vật chính nhá, nhân tiện là quay cho anh em luôn. Đấy, chỗ này có thắc mắc gì anh em cứ comment xuống dưới mình hướng dẫn tận tình nhá. Nhân tiện cũng báo giá luôn cho anh em biết là cái bộ cửa này á thì hiện tại ở Sài Gòn đang làm á là từ một giá 1.8 triệu cho tới 2.2 triệu, tùy mẫu tùy giá tùy sơn tĩnh điện. Đấy, thì cái giá nó là từ cái giá như vậy nha, tùy bộ to bộ nhỏ nữa nha. Sắt đây là sắt dày 1.8 hết ly 4, ly 8 nha. Cây vuông 4 là ly 4, còn cây vuông bao ly 8 nha anh em. Nếu anh em mà thấy video hay á thì cho một like, một share nha, đăng ký kênh nha. Rồi có gì mà muốn lên gặp anh Mai đẹp trai này, có gì cần biết gặp anh Mai đẹp trai thì nói mình đưa số điện thoại cho nha. Anh Mai đẹp trai lắm á, kim ca sĩ luôn, hát hay lắm á, để hôm nào hát tặng anh em mà bài nha. Đây là đẹp trai lắm á, đó, ở mặt á.